Tỷ lệ vô địch Euro của đội tuyển Tây Ban Nha cao gấp rưỡi đội tuyển Anh. Theo thống kê của Opta, đội tuyển Tây Ban Nha đang có tỷ lệ đăng quang ngôi vô địch Euro 2024 lớn hơn rất nhiều so với đối thủ là đội tuyển Anh. Cụ thể, tỷ lệ vô địch của đội tuyển Tây Ban Nha là 60,38%, trong khi Anh là 39,62%. Tại giải đấu Euro 2024, hai đội đã có hành trình rất khác nhau để tiến tới trận đấu quyết định ngôi vương. Nếu như đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Luis de la Fuente đã có màn trình diễn ấn tượng với lối chơi rực lửa và giàu sức tấn công, họ cũng là đội đã làm nên lịch sử với 6 trận thắng ở một vòng chung kết. Trước Tây Ban Nha, chưa có đội nào thắng 6 trận liên tiếp trong lịch sử Euro. Tại bán kết, họ đã có màn ngược dòng ấn tượng trước đội tuyển Pháp để giành tấm vé đầu tiên lọt vào trận chung kết. Trong khi đó, đội tuyển Anh lại không có những màn trình diễn ấn tượng như vậy. Tam sư chỉ có thể giành tấm vé dự trận chung kết nhờ vào màn tỏa sáng của các cá nhân. Dù vậy, tại trận bán kết trước Hà Lan, họ đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều. Harry Kane cùng các đồng đội đã để bị thủng lưới trước, song cũng đã có màn ngược dòng ấn tượng, giống với đội tuyển Tây Ban Nha để giành tấm vé cuối dự trận chung kết Euro 2024. Đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha đã gặp nhau 27 lần trước đây, trong đó tam sư thắng 14, thua 10, hòa 3. Tiếng nói lịch sử sẽ là chỗ dựa cho Harry Kane và các đồng đội trong trận chung kết với Tây Ban Nha. Đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Luis de la Fuente đang rất quyết tâm trong việc lập kỷ lục vô địch châu Âu lần thứ tư sau các năm 1964, 2008 và 2012. Trong khi đó, đội tuyển Anh đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử vô địch giải châu Âu. Còn theo các bạn, đội tuyển Anh hay đội tuyển Tây Ban Nha sẽ là đội giành được cúp châu Âu năm nay?